về lên xe hoa kỷ niệm buồn vào hồn, bờ môi tắt hẳn nụ cười giây phút bên nhau. Nay còn đâu nữa, người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương. Lần 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 ông ơi, ông ơi, cái gì vậy? Trời ơi, ai đây? Trời đất ơi, đi đâu vậy ông ngoại? Vô đây làm cái gì? Dạ xin ông anh làm ơn làm phước giúp đỡ cho đàn em chút đỉnh tiền, địa chỉ của ông anh em trọn đời ghi vào sổ. À thì ra ăn xin đi hả? Dạ không nè, ăn mày. Ăn xin ăn mày mấy thứ? Dạ hai thứ. Ăn xin là mới học nghề, còn ăn mày mới cao cấp. Ăn xin mà cao cấp? Nhìn anh tôi mắc cỡ quá. Vậy sao mắc cỡ? Ăn xin là khi nào người ta già yếu hay là ta bị tật nguyền, làm ăn không nổi, kẹt lắm người ta mới xin. Dạ. Còn cái thân anh kìa, trời ơi trời, anh giật trâu trâu cũng chết này, xin ai cho ông nổi? Nói ông thông cảm chứ tướng tá em dạm dở cái gì, chứ em bị mất sức lao động đó. Mất sức lao động là sao? Dạ là đôi tay em không còn cảm giác nữa. Tại sao vậy? Dạ tại bị nhức răng. Trời ơi trời ơi, xạo nữa thấy chưa, nhức răng mà làm gì mất cảm giác đôi tay. Dạ em đâu có xạo đâu. Để cho kể cho ông anh nghe nè, có một buổi chiều mưa khi nắng ngã về tay, trời văng nữa, em bị nhức răng cắm nên mới đi nhổ. Nhưng khốn khổ thay vì không có tiền đến nha sĩ, nhổ mấy người quảng cáo ngoài đường nó bị chạm với thần kinh số 7 và mất cảm giác luôn à. Trời ơi tội nghiệp anh quá. Dạ đây tiền đây. Dạ đâu? Đâu dạ, trời ơi trời ơi trời ơi, làm gì quýnh dữ vậy? Trời ơi trời, mất cảm giác mà đưa tiền cái đâu? Quýnh ta đâu vậy? Tiền không chớp cái gì chớp bây giờ? Trời ơi, tôi yêu cầu anh ra khỏi nhà tôi ngay. Đi xin thì ra ngoài đường xin, làm gì vô nhà người ta xin gì ông nội? Đi ra. Ăn xin ở ngoài đường rồi ăn xin tầm thường, còn vô nhà mới là quý tộc chứ. Xin trong nhà chắc ăn hơn nhà. Xin mà quý tộc nữa. Ủa mà sao cái cửa tôi khóa mà sao anh vô được? Đi leo tường. Trời đất ơi, ăn xin mà leo tường? Ừ. Leo tường là ném về ăn trộm được không? Nè, đừng có xúc phạm cái danh dự thằng này nghe. Đời của thằng này chỉ ăn xin thôi. Ăn xin không được thì ăn vạ thôi à. Ăn làm vạ xuống rồi hả? Ủa anh vạ thiệt hả? À, cho tiền mới đi. Đứng dậy liền, đứng dậy liền. Đứng dậy ra khỏi nhà tôi mau. Cho tiền mới đi à? Đứng dậy. Không, cho tiền mới đi. À, được rồi, cho tiền mày. Chúa tiền hả? Chúa tiền hả? Chúa tiền hả? Anh hai, anh hai phải không? Ủa, ai mà biết tôi vậy ta? Trời ơi làm bộ hoài. Ba nè. Ba hả? Dạ. Không phải đâu, đừng gạt tôi. Ba tôi già lắm, chết lâu rồi. Trời ơi thôi chơi cho diễn hoài chơi. Thằng ba nè, thằng ba dịch nè, em của anh là hai gà nè. Đúng rồi, gia đình dịch gà. Ba em. Cười đi em, cười đi. Lâu lâu anh em gặp nhau vui quá, cứ cười đi em. Cười nữa đi em. Ngứa quá. Anh mặc cái áo gì ngứa quá hả? Ủa chứ không phải là em gặp anh mừng anh cười hả? Mừng gì trời ơi, cha mặc áo gì mà ngứa quá chịu không nổi luôn à. Trời, giải này Sài Gòn Chợ Lớn chưa chắc gì có cái em. Đâu phải giải thường đâu. Giải gì vậy? So shit bố. Trời ơi, lấy cái bao bố quấn vô nữa so shit. Ủa rồi cái bộ đồ tôi cho anh hôm bữa đâu? Anh tặng người ta rồi. Anh tặng cho ai? Tặng cho ông già kia kìa. Trời ơi, ông khổ lắm. Thấy người ta khổ anh chịu không nổi anh mới tặng luôn đó. Phải không? Ừ. Thiệt không đó? Thiệt. Hay là anh thua bài hết rồi? Ai nói, ai nói, ai nói? Cái thằng nào con nào đó tao quýnh bài. Nói tao giải cho mặt nó liền. Quýnh bài nào? Ai nói? Cái đồn như là đồn quan cho anh rồi. Ai nói? Nhưng mà tôi hỏi anh nè, tại sao anh cứ tới nhà tôi xin tiền hoài vậy? Bữa trước tôi cho anh rồi mà anh tới hoài à. Ủa? Ở đây nhà của em sao? Nhà tôi nè. Trời đâu có tính vô nhà em đâu. Cũng tại con mắt quán gà này mà khổ vậy đó. Thôi cha, đừng nói dốc cha. Mắt anh lúc trước đâu có quán gà đâu. À, chắc tại thức đêm đánh bài nhiều quá được mắt bị quán gà phải không? Đâu có, thức đêm đánh bài đâu có đánh nổi đâu. Đằng này á, anh bị tụi nó chặt heo. Heo đỏ nó chặt đã đành rồi, tới con heo đen nó cũng chặt luôn nữa. Chặt riết rồi tối tăm mặt mày không quán gà sao được em. Thấy không? Hết chối rồi phải không? Gì? Đánh bài, trời ơi, đánh bài tôi nổi thân tàn ma dại mà cứ đánh hoài.
không có nghe lời khuyên của tôi gì hết trơn á trời à. Giờ tôi không có cho anh tiền nữa đâu. Em đừng có nặng nhẹ anh nữa mà. Anh không tới đây để xin tiền em đâu. Vậy chứ tới đây làm gì? Mượn tiền. Trời. Mượn khác xin khác à. Mượn thì trả còn xin thì xù. Mượn để làm chi vậy? Mượn gỡ. Gỡ gì? Nè nè nè, tôi cho anh hay nha. Anh nghe rõ nè. Tôi không có tiền dư để anh xin anh mượn mà anh đi gỡ bài bạc gì hết. Anh bước ra khỏi nhà tôi. Người đâu? Tiễn khách. Đừng xa anh đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây. Đừng xa anh khi anh đang hết tiền. Hãy đưa đây cho anh mượn đỡ mấy trăm nghìn đi. Và anh hứa anh sẽ ra đi. Đừng than vãn chi anh hãy xéo ra khỏi nhà tôi. Tiền cho anh bao nhiêu cũng chẳng còn. Giờ đây tôi chia tay tôi đã chán anh từ lâu. Đừng than vãn, đừng than vãn chi anh. Ba Dịch, đỡ lòng nào đuổi anh cho ba Dịch, giúp đỡ anh đi Dịch ơi. Khóc à, anh khổ quá Dịch ơi. Kệ anh. Ba Dịch, đừng nói nhiều, ra khỏi nhà tôi ngay. Tao với mày hai đứa là anh em. Anh em rồi sao? Tao ôm loài xương. Sao chẳng đồng lòng mày. Mày nó sao nỡ đành lòng để tao xin dương bên đường. Tôi có tiền đợi cho anh đi. Tôi để dành ăn chơi. Trời ơi tàn nhẫn quá. Cho sướng đời tôi ai biểu anh dài. Mày dạy khờ gì đâu. Ngày xưa đó anh cũng là tỷ phú. Ai biểu nhào vô con ma bài đành phải điêu tung. Ba Dịch, giúp đỡ cho anh mượn một lần nữa thôi. Mượn chút đỉnh nữa thôi Ba Dịch. Không bao giờ cho anh mượn, ra khỏi nhà tôi ngay. Trời ơi. Đi liền. Nếu không có tiền sao? Trả nợ làm sao anh dám về. Làng kệ anh chứ. Vì thằng Tư Bua nó đòi cắt lỗ tai anh. Ráng chịu không có nói nhiều. Nếu không có tiền thì em ơi chắc anh trở thành si can hẹn. Vì xã hội đen nó hâm anh hoài luộc chính bây giờ. Giúp đỡ anh là người thôi Ba Dịch. Không, anh không nói nhiều. Ba Dịch đành lòng sao em. Thôi anh đi liền, đừng mong chi trở lại. Bao nhiêu ân tình là hư áo anh ơi. Đường anh đi, còn nhà tôi ở. Chỉ mong sau này đừng ghé vô đây. Ba Dịch, không nghĩ tới tình con dục sao em. Thôi, anh nhây quá, Đi. Trời ơi, nỡ lòng nào đẩy anh ra khỏi cửa, lạnh quá em ơi. Lạnh kệ anh, người đâu, tiễn khách. Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao. Gặp gỡ đây rồi thoáng cửa chim bao. Nhà anh rách rưới hư hao. Tiền tôi dư giá mấy bao. Cớ sao mình chẳng được xài chung. Dám xài chung đâu. Tiền người ta mà xài chung. Tôi biết rồi. Biết gì? Cuộc sống kiếm tiền chia cách đôi ta.
tình thêm xa. Đường anh sương gió bao la, đường tôi vì vút hòn đá, đớn đau này muốn kiếp không nhòa. Thôi, nhây quá. Đi, người ta còn ngủ để chiều, ta lấy sức đi làm nữa chứ. Khỏi ngủ mày. Gì? Ta cho mày hay tao quê rồi. Trời. Ăn không được phá cho hồi, không đi đâu hết. Tao ở lại đây nè. Ở lại làm gì? Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi, không có chuyện gì nói với anh nữa đâu. Còn đi chứ, còn chứ mày. Cười cho ho đi. Ừ, cười đau khổ là phải ho. Tao phải ở lại đây, nhắc cho mày nhớ cái chuyện ngày xưa. Ngày xưa? Ừ. Ngày xưa là chuyện gì? Trời, mày quên hả? Trời ơi, mày giả nai với tao hả? Đây nè, mày quên, tao sẵn sàng nhắc cho mày nhớ. Sao? Ngày xưa, khi ta sung sướng bánh bao hồ ơi. Rồi sao? Thì chiếc xe đêm trên môi ba số chỉ ăn nhà hàng. Kệ chứ. Nè, còn mi nghèo sơ, mi đi bán báo tiếng rau nghe hò hẹ. Mỗi người có thời. Thấy vậy ta thương, ta mới cho tiền, bây giờ đi phản ta. Người ơi, chớ nhắc cái chuyện cũ rồi. Có chuyện cũ mới có chuyện mới chứ. Chớ mong tiền tôi mọc xỉa ra cho. Tại anh không chịu làm anh đứng đắn, chỉ lao vào cánh bạc đỏ đen, thì tiếng mất thêm tật phải mang. Thôi, gì hết hồn vậy cha? Đừng nói nữa. Nhậu riết còn khùng. Nói ra đây không phải để em thương đâu, chứ anh ân hận dữ lắm. Ân hận gì? Cũng vì cờ bạc rượu chè mà chị của em đó, ta có chồng khác rồi. Con anh bây giờ không biết ở đâu nữa. Bây giờ đời anh khốn khổ, chỉ còn lại một mình em thôi ba. Thôi khỏi, tôi cũng sợ anh quá rồi. Sợ ta? Ừ. Ai cũng sợ ta. Cười kép độc nữa. Cười cho ho đi. Hèn gì người xưa đó phải lắm mà. Trời, bây giờ nói chuyện người xưa nữa hả? Người xưa nói sao? Đường thương đâu đầy ai dân gian, ai chưa qua chưa phải lần. Phận đời trong khói đời, cười ra nước mắt. Xưa trắng tay gọi nhau tình nghĩa, giờ giàu sang quên nghĩa anh em, còn cay đắng cho nhau. Rồi cảm ơn anh. Chịu đi rồi, khỏe quá. Em kêu anh lại đó hả? Đỡ quá. Gì kêu tôi gì vậy? Tôi kêu anh hồi nào? Đừng có làm bộ. Thôi đi cha nội. Thật phụ phàng. Thằng em ta giờ cũng xa ta, ta cô đơn phủi phủi một mình trong thói đời. Thôi. Còn khúc nữa mà. Nhây quá. Hả? Anh nhây quá. Đi lẹ đi, lẹ cho tôi khỏe. Mệt quá. Nè à, mày đừng ý mày giàu sang mà mày có thường những kẻ nghèo khó cho tao kìa. Mày có chừng nữa mày. Có chừng gì? Mày nhớ không, ngày xưa tao cũng giàu hơn mày nữa. Nhưng mà ngày nay tao trắng tay. Mày á, mày coi thường cái người nghèo với tao. Coi chừng mày có ngày đó mày còn khổ hơn tao nữa. Tao nói thiệt với mày à, mày nhớ rằng sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó. Đừng có kêu căng, tao không có tiền mồi đuổi tao cũng đi. Lúc mày khô nghèo cần tiền nên nhà tao chẳng tiếc chi. Rồi này sang ca thấy mặt làm ngơ quên ngày cửa hàng. Mày nhớ cho mày là cát bụi, trở về cát bụi xin mày nhớ cho. Mày đuổi tao, tao cũng chẳng buồn, tao cũng chẳng buồn, xin đừng đuổi tao. Mày đuổi tao, tao cũng chẳng buồn, tao cũng chẳng buồn, xin đừng đuổi tao. Nhớ cho mày là cát bụi, nhớ như cát bụi, xin mày nhớ cho. Anh hai hả?
tội nghiệp anh hai quá. Ba em, anh biết mà, anh biết không bao giờ em để cho anh phải lang thang vất vả vậy đó. Cảm ơn em, anh biết là em kiếm tiền cũng vất vả lắm. Dạ. Đưa cho anh chút đỉnh thôi, đừng có dạ. đưa nhiều lắm. Đưa cho anh 9 triệu thôi, còn 1 triệu gửi cho em cuối tháng nghe lấy. Gì? Tiền đâu mà tôi cho anh 9-10 triệu? Vậy chứ kêu anh lại làm gì? Tôi kêu anh lại là giúp đỡ cho anh. Thì đưa đây. Nhưng không giúp bằng tiền. Mà giúp bằng gì? Mà tôi giúp anh bằng có cái nghề đàng hoàng với người ta. Hả? Em giúp cho anh có cái nghề nghiệp đàng hoàng? Đúng. Anh mừng quá. Nhưng mà anh phải hứa với tôi, từ nay trở đi bài bạc rượu chè anh bỏ tôi mới giúp. Biết rồi, anh hứa bỏ mà. Nhưng mà giúp cho anh nghề gì đây? Bây giờ tôi sẽ giúp cho anh học nghề sửa xe được không? Sửa xe? Ừ. Trời ơi em coi nè, tay anh mềm mại vậy nè, thoang thả vậy nè, làm cái nghề mà nặng nhọc đó đâu là làm được. Bù lon con tán không mà nặng lắm. Vậy thì thợ may được không? Thợ may hả? Ừ. Thợ may ngồi mỏi lưng lắm em ơi. Vậy thợ điện được không? Anh nhát lắm, điện giật anh chết rồi sao? Thợ hồ được không? Thợ hồ leo cao chóng mặt lắm. Vậy thợ mộc? Thợ mộc cưa đứt tay anh sao? Vậy ăn nằm ở không được không? Được. Thấy không? Chuyên môn làm biến cơ mà, nói ra cái được. Anh vừa phải tôi nghe. Sao nghề nào anh cũng chê hết trơn gọi vậy? Tại anh thấy mấy nghề đó không hợp với anh mà. Có cái nghề này của anh nè. Gì? Em giới thiệu anh làm cái nghề người mẫu biểu diễn thời trang đi. Gì? Trời ơi, cái tướng anh mà biểu diễn thời trang. Em đừng có hiểu lầm nghe, anh có năng khiếu lắm á. Anh chuyên môn thiết kế về cái thời trang mà. Đồ anh đang mặc anh thiết kế không đó. Vậy hả? Bộ này là tự tay anh thiết kế nè. Còn mấy bộ ở nhà nữa để bữa nào mặc cho em coi. Chà, mấy bộ kia chắc toàn là siêu bao bố không hả? Đâu có, nhiều loại lắm. Bộ này thì bằng siêu bao bố không? Còn bộ kia thì bằng cạc tông. Rồi có bộ thì bằng bao ni lông. Anh còn nguyên bộ bikini đó bữa nào mặc cho em coi bằng lá cây không? Trời ơi, anh nói tôi mọc ốc hết trơn à. Bikini mà bằng lá cây. Đẹp lắm. Thôi, khỏi. Bây giờ không muốn nói nhiều. Tôi hỏi anh là từ nay trở đi anh có học nghề nào không? Nếu mà không học thì đường ai nấy đi, không nói nhiều, mai mốt đừng bao giờ xin tiền tôi nữa. Không, được mà, anh nghe lời em mà. Em muốn anh học nghề vậy, cũng học nghề chứ anh gọi á. Trên trang cái cảnh sống kiếp lang thang không vợ không con này quá rồi. Ai nói hả? Ai nói anh không vợ không con? Vợ anh bỏ anh đi lấy chồng khác lâu rồi mà. Không, anh đừng hiểu lầm chị. Chị với hai cháu hiện giờ đang ở nhà tôi nè. Hả? Vậy hả? Cho anh gặp chị chút xíu đi. Khỏi gặp mất công. Bữa nay về với ngoại chơi rồi. Trời ơi anh mừng quá. Anh tưởng vợ anh có chồng khác luôn chứ. Đó, bây giờ tôi tính về. Bây giờ tôi rước anh với chị và hai đứa cháu về đây ở với tôi. Có cơm thì mình ăn cơm. Có cháo thì mình ăn cháo. Hả? Có muối thì mình ăn muối. Có ớt thì mình ăn ớt. Sao nãy giờ không nghe thịt cá gì hết trơn, cái đội mà nghe muối với ớt không vậy? Trời ơi, tôi ăn chay trường mà làm sao có thịt cá được anh hai. Anh quên rồi hả? Thôi vậy cũng được. Bây giờ anh nghe tôi nói nè. Em nói đi anh nghe nè. Từ rày anh ơi xin ghi nhớ câu, bạc bài tôi xin anh hay lánh xa, ráng học một nghề để tạo dựng tương lai, trong tay có nghề nghiệp mới là thêm vinh. Nhờ tình em anh xa nơi tối tăm, nguyện cùng em hằng say say ước mơ, rằng chiều cô cùng nghề qua tiền mai sau, mua xe mua nhà sống với vợ đẹp con. Vậy là vui vẻ nè phải không? Vui quá em ơi. Rồi thôi bây giờ tôi về quê, tôi bước chị hai đứa cháu lên đây ở với mình luôn. Khoan, chờ anh với ba dịch, chờ anh với ba dịch. Nữa chứ đừng nói chi là xe đạp xe Honda. Vô mạnh chỉ cần 1-2-3 lỗ thôi là mình có tiền rồi, chém đẹp liền. Một con nhạn là đà đó, xuống dốc đi con, đạp cho nhạn lên, nó xuống dốc cho mạnh lên đó, chết với anh rồi em ơi, nó xuống dốc.
lúc mà xe bể bánh trước là trời ơi, đó vừa nói là đã đúng rồi, đã lão đã đó trời chết rồi đó. Tranh trời, tranh ra tranh xe đứt tăng rồi, tranh ra tranh. Yên tâm không phải đứt tăng đâu, có tôi đây nè, tôi đỡ rồi. Trời ơi, cảm ơn anh quá, cảm ơn anh quá. Trời ơi, nhờ anh kèm cái xe em, nếu không là chắc té rồi đó. Trời ơi, xui quá. Sao? Xuống dốc mà xe lại bể vỡ trước chứ. Trời ơi. Trời ơi, may ra tôi chim vô một cái, tôi mà không chim chắc chết quá. Dạ. À, nhưng mà đừng có lo. Sao vô anh? Đây, vô đây. Dạ. Anh giá xe cho, 30 giây là xong ngay liền. Đâu, để coi đây. Dạ, coi đi anh. Chết rồi. Ồ, cái gì vậy anh? Xe cán đinh. Hả? Cán đinh hả? Ờ. Dễ sợ không? Em nghe nói về cái chuyện này nhiều lắm rồi đây nè. Báo chí cũng nhiều rồi nè. Bây giờ lại bị thực tế rồi nè. Mà sao em xét gì vậy em? Thực tế mà tự nhiên em xét luôn nè. Đây nè, đây đúng là đinh rải nè. Chứ không phải là cái gì đâu. Ờ. Trời ơi, đinh này rõ ràng có ý đồ nè. Đó, thấy chưa? Anh coi nè, thấy không? Đinh bẻ cong cái kiểu này là có mưu đồ nè. Trời ơi, quân khốn nạn ghê. Ờ ha. Cái quân nào mà nó chơi ấy vậy không biết nữa ha. Ừ. Chơi mà chơi rải đúng cái kiểu này, trời đất ơi, thiệt á. Cái thứ này là cái thứ. Cái thứ rồi là hết xài rồi đó. À. Ý anh ơi, nói nghe nè. Mà ai mà chơi ác vậy ta? Ở trên gió làm mà cái anh ở dưới gió anh hưởng vậy ta? Hả? Ai nghĩ ra cái này cũng hay vậy? Em làm gì em nhìn căng cứng vô mặt anh vậy? Em đừng có nhìn như vậy, em đừng có nghĩ quấy cho anh vậy nghe em. Em nhìn kỹ cái mặt anh coi. À. À, rồi em nhìn coi cái bộ cái mặt anh là cái thứ bất lương vậy à. Đâu em nhìn kỹ coi. Nhìn kỹ rồi. Nhưng mà tôi nghĩ nghe, bất lương nó đâu có hiện lên cái mặt đâu. Mà nhìn kỹ hay là không kỹ? Mà sao em nói lại coi. Cái thứ bất lương như vậy á, nó rải đinh người ta giá tốn tiền không đáng nói. Đằng này nó làm vậy là ác lắm anh biết không? Báo hại á là người ta nè, lỡ mà cán đinh xong rồi xe nó sẽ quẹo qua quẹo lại, quẹo qua quẹo lại, rồi sẽ đụng xe người khác là chết như chơi. Em nói thiệt với anh á, cô hồn cũng không có tha cái thằng này đâu. Em nói thiệt, cái thằng này không chết sớm cũng chết muộn. Không chết muộn cũng chết liền bây giờ. Em trời ơi, em ơi, đừng có nói quá em ơi. Em đừng có nói quá. Chứ em bằng cớ đâu mà em nói vậy. Em vừa bể ruột xe là có anh đỡ em ngay liền hả? Làm sao mà em chết được mà em nói gì ghê quá. Ủa? Vậy anh nói vậy giống như là anh cố ý đón đỡ xe cho em vậy hả? Không phải. Chứ sao? Không phải. Trời ơi, tôi làm phước mà cô nỡ nào cô nghi tôi hoài à. Không phải anh thì em mới nói nghe đó. Nói sao? Thì cái thứ mà làm ăn hiểm độc vậy á, thế nào hen, trời cũng hại nó làm ăn không khá đâu nè. Sống nó nghèo đói đến suốt đời luôn á, em nói thiệt với anh á. Trời ơi, thôi em ơi, em ác mồm ác miệng chi vậy em? Nhìn em xinh đẹp như vậy mà miệng lưỡi em dễ sợ với em. Trời ơi, tôi tức lắm chứ, anh mà đặt hoàn cảnh như tôi thôi, anh thấy là đảo nãy tôi không? Em ơi, em cũng phải thông cảm cho hoàn cảnh người ta chứ em. Thông cảm gì? Em biết đâu mà người ta nghèo quá xem. Nghèo quá nên người ta mới làm vậy xem. Ta khổ quá đó em. Anh xem anh nghèo gì, nghèo thì thiếu về cách kiếm tiền sòng phẳng, sao mà tự nhiên đi hại người ta vậy vậy? Cái thứ trộm cắp là cái thứ giết người, là cái thứ mà là cái thứ thôi em xem luôn, có hai lỗ mà em làm gì em chửi gì dữ thần ông vậy em? Tức chứ, tức cái gì? Trời ơi em cứ yên tâm đi anh nè, chuyên viên giá xe nè, giá xe vô cùng nghệ thuật, mai là em gặp anh đó nha, chứ gặp chỗ khác là không có yên đâu. Trời ơi, gặp chỗ khác là nó dớp em liền á. Nè, ngồi đó chờ một chút đi. Coi nè, rụp rụp cái là xong liền, 30 giây là xong liền, đừng có lo gì hết á. Ngon lành liền. Anh là giá xe rất uy tín nha, nói thiệt với em nha. Gặp mà chỗ khác nha, chích cho em vài lỗ nữa đó. Em biết rồi, em cảm ơn anh. Nhìn anh á là em biết gặp được người lương thiện rồi. Nãy giờ mới nghe thấy nói chuyện dễ thương ghê á. Nghe anh hỏi nè, em làm nghề gì vậy? Em á hả? Dạ. Cô nuôi dạy trẻ. Ủa vậy hả? Dạ. Cô đi nuôi dạy trẻ hả? Dạ. Trời ơi. Sao vậy? Tại anh hơi già. Chứ không thôi anh xin em đi mẫu giáo rồi. Đi mẫu giáo? Ừ. Anh gì đi mẫu giáo? Cháu lên ba chứ đi mẫu giáo á. Tôi thương cháu thì cháu không khóc nhẹ đó. Là lá la 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 la. Trời ơi, trời ơi. Thôi tôi biết rồi.
Ủa xong chưa vậy anh? Xong rồi. Ủa anh giá kiểu gì vậy? Cái hình này là hình gì vậy anh? Đó em nhìn xem cái lỗ giá này mang hình hai trái tim. Trời ơi, giá mà cũng mình hai trái tim. Trời ơi, dễ thương quá. Đẹp không em? Đẹp. Anh là người có ốc thẩm mỹ mà. Anh yêu nghệ thuật lắm em ơi. Yêu từ trong máu lạnh. Cho nên anh làm cái gì cũng là chuộng cái đẹp hết trơn á em à. Trời ơi, vì em biết rồi nè. Chắc là anh giỏi thủ công lắm á. Giỏi lắm. Hồi nhỏ là anh giỏi nhất là cái môn đó đó. Còn mấy môn kia anh dở lắm. Nhìn anh là biết con môn à. Mà nói nghe nha. Sao anh? Nói chơi vậy thôi nha. Anh chỉ giỏi cái môn là khéo tay hay làm thôi. Hay là để anh thử lại cho coi nha sao nha. Ủa? Dạ, anh thử đi. Thử giùm coi còn chỗ nào nữa không. Chết. Ủa? Chết rồi em ơi. Ủa gì vậy anh? Trời ơi, đứt mẹ cái chân kim rồi. Ủa sao kỳ vậy? Hồi nãy lủng hai lỗ. Anh nói là có hai lỗ thôi rồi sao bây giờ lại đứt cái chân kim làm sao? Trời đất ơi, bực lắm em ơi. Hàng quá bây giờ nó dởm lắm. À, mà nói nghe nha. Dạ. Bây giờ anh tính về nha. Anh có cái ruột sơ cua nè. Em đi mua đâu cũng vậy thôi, giờ mua giùm anh bán rẻ cho. Ôi anh có sẵn luôn hả? Sơ cua mà. Hên quá. Ủa mà nhiêu vậy anh? Thôi 20 thôi ha. Gì? Trời ơi, gì mà dư vậy? Giá bèo em ơi. Giá bèo cái gì? Nói nghe nè. Sao? Hỏi cái này nè. Nhưng mà không biết có mất lòng không nghe. Ôi em hỏi đi em ơi, có gì đâu. Mà nếu có mất lòng thay kệ anh. Trời ơi. Tôi với anh đâu quen biết gì đâu mà tôi sợ. Rồi tôi biết mà, nói đi. Nè, có phải lúc á mà anh lựa tôi không để ý á, được cái anh lợi dụng bậy anh đi, cài bứt cái chân kem của tôi bậy cái đi. Để tôi phải mua cái ruột, mà cái ruột sơ cua đó là của anh sắp bán với cái giá cắt cổ mổ họng phải không? Bậy đi. Trời ơi em ơi, em kỳ quá em ơi. Bậy đi, cái mặt anh là làm ăn lương thiện, em đừng có gieo tiếng oán cho anh nha. Em không mua thì thôi, của em còn của em, của anh còn là của anh. Em sao làm gì nó bậy mà không mua được? Bây giờ nè, cái ruột xe của tôi cởi như bỏ rồi đó, phải không? Muốn đi được là phải mua cái ruột mới, phải không? Đúng vậy. Không, không, khỏi phải lo giá làm gì để lo. Thôi, được. Thôi, kế đó tôi khỏi phải thay nữa làm gì. Sao, nhưng em đi mà không thay thì phải dẫn bộ. Sao hai con tim đã giá sống, đời nay khi ta xui đành chịu thế, tại anh lo không xong khó yên lòng. Ôi, thôi được rồi, bây giờ là khỏi giá khỏi mua gì hết đó. Thôi, bây giờ anh làm ơn anh ráp lại giùm cho tôi đi ha, tại vì tôi phải đem trả cái xe này cho người ta, xe này tôi mượn. Nhưng mà xong rồi còn hai lỗ giá trái tim mà em tính sao? Thì hai lỗ giá trái tim phải không? À, thì giờ anh tính tiền đi. Rẻ thôi, 15 ngàn. Cái gì? Hả? Trời ơi. Nói thiệt anh nói chơi vậy? Nói thiệt chứ bộ, 15 ngàn rẻ mạt. Thôi đi ông, dám rẻ mạt đâu, chém dừa thôi anh ơi. Trời ơi, người ta giá một lỗ là có 2 ngàn thôi anh à. Trời ơi, 2 ngàn là lỗ thường, còn cái lỗ này là cái lỗ nghệ thuật. Em thấy hình trái tim hết ý không? Đó, thấy không? Em nhìn kỹ đi em thấy chưa? Hồi nãy chính miệng em khen là hai trái tim này đẹp, mỗi trái là 7 ngàn, thấy không? Cại ra ráp vô 1 ngàn, vậy là rẻ mạt. Trời, rẻ mạt hả? Thôi bây giờ tôi biết tính sao giờ. Thôi tôi nói vậy nha. Sao? Tôi còn có 3 ngàn à. Anh cầm đỡ đi. Tôi dẫn xe đi á, rồi cái tôi mượn tiền của bạn tôi đem lại đây tôi trả cho anh, chịu không? Trời ơi, có 3 ngàn mà rồi dẫn xe đi. Trời ơi cô ơi, cảm phiền nha cô, em để xe lại đây đi ha. Rồi cô đi huy động vốn sao đủ 15 ngàn, đến đây cứ việc là lấy xe đi ha. Trời ơi anh. Gì? Trời ơi, tôi nói anh nghe nè, nhà bạn tôi gần đây lắm. Ủa sao? Sao hồi nãy anh khoe anh lương thiện lắm mà sao giờ nhìn dữ dằn dữ vậy? Có 15 ngàn mà làm gì đứng lên múa tay múa chân dữ vậy, rồi huy động vốn gì ghê gớm vậy? Thì lương thiện chứ ác ôn dữ dội vậy em ơi. Làm phải là tính tiền chứ đâu có cướp giật của ai đâu mà em là cho là ác ôn. Trời ơi. Nói như vậy là anh không phải anh ác phải không? Sao ác được? Đúng rồi, anh hơi ác thôi à. Không có ác à.
chứ người ta 2.000 anh lấy 7.000 lỗ mà không ác. Thôi em ơi, em đừng có vu khống nữa, anh đã nói đó cái lỗ là lỗ nghệ thuật mà, trời ơi. Nhưng trời mà giờ này là bạn tôi ở gần đây lắm, tôi phải dẫn xe tôi đem về tôi trả cho người ta xong rồi tôi mượn tiền tôi trả cho anh được mà. Nhưng mà rủi em đi luôn rồi sao? Ôi trời ơi, em đi luôn rồi sao? Biết đâu đòi trời. Trời ơi thì có gì đâu, cứ coi như là anh ăn rẻ lỗ đi anh. Giá 3.000 chứ có thiệt thòi gì đâu. Thôi không được, tôi nói không là không à. Nhưng mà em nói bạn em ở đâu ha? Bạn trai hay là bạn gái? Bạn ở bên kia cầu kìa. Bạn trai. Bạn trai? Dạ. Bạn trai thường thôi hả? Bồ. Bồ á. Người yêu á. Gì? Có người yêu rồi hả? Sao nãy giờ không chịu nói? Ủa tự nhiên tôi có bồ tôi đi khoe với anh chi vậy? Trời ơi, hồi nãy tưởng chưa có người yêu thì là 15.000. Dạ. Bây giờ có rồi thì 25.000. Trời ơi. Trời ơi. Hồi nãy anh nói 15.000 tôi còn chưa có tiền trả, bây giờ 25.000. Ủa 25.000 là tiền gì, giá cái gì đó vậy trời? Ủa luật gì kỳ á? À sao? Sửa cái gì thêm đâu mà đòi thêm tiền vậy hả? À, ở đây là vậy đó. Chưa có người yêu là 15.000, còn có rồi thì 25.000. Chịu hay không chịu thì thôi, miễn có đủ tiền mới lấy xe được à. À, hiểu rồi. Nói như vậy thì ra anh là mafia phải không? Không phải mafia, là mafia. Mafia chân cầu xã hội đen. Kệ tôi. Bây giờ thì tôi mới hiểu ra cái con người của anh á. Hiểu sao? Tôi nói là tôi sẽ mượn tiền để trả đủ cho anh. Nhưng mà tôi nói cho anh biết chỉ có một lần này thôi, không bao giờ có lần khác nữa đâu. Trời ơi, cô có người yêu rồi, tôi mong gì có lần khác nữa. Trời ơi, lần khác nữa rủi ăn giao phai à. Ý, tôi quên nữa. Gì? Tôi đi rồi, ai đảm bảo cho tôi cái xe này đây? Tôi. Vậy? À, thôi cũng được. Giờ ghi giùm tôi cái biên nhận đi. Giữ ha, đợi rồi. Đợi rồi, tôi làm cái biên nhận ha. Ừ. Tôi có giữ một chiếc xe đạp. Ê, 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 ê. Thì cứ ghi số sườn số má vô rồi cái khung xe màu gì. Ủa, hình như chiếc xe này nó quen quen nha. Làm như nó có bà con gì với mình, chú bác hay là cô cậu bạn gì vậy đây ta. À, thôi, nhiều chuyện quá đi. Ai ông cũng nhìn bà con, cái họ ông chém đẹp à. Không có à. Thôi đi, lẹ nhanh lên đi. Từ từ ra kia. Ê, ê. Nè bà Trăng. Trời ơi, hối dễ sợ. Ê. Gì? Mà anh kia. Gì? Tôi để xe ở đây anh không có được đụng đến nó à nghe. Ừ. Có gì là tôi la lên anh phá xe tôi à. Trời ơi. Mệt quá. Ê. Tôi đi mà tôi vẫn nhìn đó nghe. Cái mắt tôi nó ở sau óc á. Trời tôi ơi. Tôi đi trước mà tôi còn để cái mắt ở sau óc đó nghe. Trời ơi, làm như là, như là ba mắt á. Nghĩ thì con nhỏ này nó cũng dữ quá ha. Vừa đi mà còn nhìn lại cái kìa. Mai mốt chắc quẹo cổ luôn đó em ơi. Được rồi. Hư ít không muốn, muốn hư nhiều phải không? Này em gái, bởi anh chẳng vừa đâu, phải nghe em vào đường. Này làm nên, anh nhỏ chút xíu acid, đã thôi là sên đơn vu. Ai xui chi, em có gái trai kia, gặp chi sớm làm anh luôn ngỡ ngàng. Bị anh phá cho xe tan tành, cho vừa lòng anh. Anh hai ơi, anh hai. Ủa gì vậy mày? Anh hai coi rồi tức không anh hai? Sao tức mày? Trời ơi. Anh hai biết không, em có con bồ á. Nó mượn chiếc xe em á, nó đi xuống ngay cái cầu kìa. Cái bị cán cái đinh á. Cái đưa xe vô giá trúng ngay cái thằng lưu manh anh. Mà coi anh coi tức không? Bị rách hai cái đường như trái mướp vậy. Mà nó giá ra hồi thành hẻo cơ. Chắc như cờ bạc gì đây nè. Coi á, gặp vậy nó còn chém đẹp nữa. Thứ gì ăn như hạm vậy. Gì? Mày nêu rõ coi nó ăn như thế nào hả? Anh coi á. Nó đòi bao nhiêu? Có chút xíu vậy, nó tính 15.000. Rồi xong hồi nó nói 25.000. 15.000? Dạ. Trời ơi mà vậy mà anh biết sao không? Hình như hồi sáng nó ăn cái gì, ăn rau sống, nó ăn trúng cái bông sô đũa đó. Nó còn dê con bò em nữa chứ. Anh nghĩ coi tức không? Tức chứ, tức sao không tức. Thằng nào rải đinh ta không nói, chứ cái thằng nào tán tỉnh con bồ mày đâu. Mày nói cho tao nghe coi, tao ghim vô mặt nó cho mày coi, cho nó biết thế nào là lễ độ. Thằng đó ở đâu? Mày dẫn tao đi coi nó ở đâu. Con bồ em nói hả, là nó ở gần đây nè. Hả? Có anh giớp nó đi anh. Hả? Gần đây hả? Dạ. Vậy bồ mày đâu? Đó, nó bị đạp đinh luôn rồi. Xe cán đinh giờ tới phiên nó đạp đinh rồi.
mà bạn em nó không có tiền thôi, nó còn đòi lấy xe nữa. Nó tính ra coi đó 15.000 hai lỗ đó. Đó kìa, đó mời em tới đó. Nó đi cà nhắc đây anh thấy không? Quanh, lại anh giới thiệu cái nào Quanh ơi. Biết rồi, khổ nói. Ủa, nói không cần nói. Anh hai biết bạn em này hả? Quanh, hả? Bây giờ anh giới thiệu em nha. Đây là anh hai của anh đó. Hả? Anh hai? Ừ, anh hai đó. Đây là anh hai mà anh nói với em hả? Ừ. Một người anh trai vừa đẹp người, đẹp nết, vừa lương thiện đó. Ừ, yêu nghệ thuật nữa. Anh Giang là em nói chuyện với anh hai chút. Anh hai. Dạ, em xin chào anh hai ạ. Dạ thôi anh đừng cười nữa, em hiểu rồi. Dạ thôi anh đừng cười nữa, anh nghe em nói nè. Anh lo cười, anh rung với anh cười. Anh hai à, lần đầu tiên á, em mới hân hạnh được biết anh là anh hai của người yêu em. Dạ thôi, dạ thì sẵn cái xe này nè, anh đang giữ thì thôi anh cũng giữ luôn giùm đi ha. Coi như là em gửi, em trả lại cho anh. Anh ơi, anh làm ơn anh trả tiền cho anh hai giùm em đi. Tổng cộng là 25.000, hai lỗ giá, hai cặp tim bốn trái. Ôi cha ơi, anh có người anh thiệt là tốt đó nghe. Anh hai ơi, bây giờ em xin phép anh hai em về. Hôm nào á thì mình gặp lại nhau, mình sẽ nói chuyện nhiều hơn ha. Anh ơi em về nha. Bye bye. Quanh. Trời ơi, vậy là sao anh hai? Trời ơi, anh hại em rồi anh hai ơi. Trời, Quanh. Trời ơi, gieo đinh chi bây giờ bị đi nó chích.